Sáng 19 tháng 5, Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đã long trọng tổ chức chương trình lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về 1973-2023 và giao lưu Bác Hồ sống mãi với người lính trong tù. Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí Hoàng Thị Khánh, trưởng ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy Việt Nam; Ngô Tùng Chinh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phó trưởng ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy Việt Nam. Tỉnh Đồng Nai có các đồng chí Hồ Thanh Sơn, phó bí thư thường trực tỉnh ủy; Phạm Xuân Hà, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy và các cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh. Đây là hoạt động nhằm ôn lại truyền thống, bày tỏ niềm tưởng nhớ, tri ân đến các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh, đồng thời tôn vinh những người đã xả thân vì nước, động viên anh chị em tù chính trị, tù binh tiếp tục phát huy truyền thống người chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Phát biểu tại buổi lễ, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Phạm Xuân Hà bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, nhấn mạnh cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa, quan tâm chăm lo đời sống vật chất cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, tuyên truyền nâng cao truyền thống yêu nước và đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Thì đây là cái ngày mà có thể nói rằng, khẳng định rằng và biết chắc chắn rằng mình đã sống và mình vẫn còn có thể tiếp tục cống hiến công sức và trí tuệ của mình cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để rồi nó sẽ đi đến cái kết thúc, đó là thắng lợi hoàn toàn. Vì vậy đó là phải nói rằng đối với những người cựu tù binh Phú Quốc, những người cựu tù binh nói chung, ngày này đối với họ là cái ngày mà có thể nói rằng chúng ta hình dung đây là ngày có thể là ngày được sinh ra lần thứ hai, được sống lại, mà sống lại trong cái tư thế, trên cái cương vị là người chiến thắng. Cho nên với chúng tôi là những cái ngày này là những ngày rất là quan trọng. Sự trở về của cán bộ chiến sĩ trong ngày chiến thắng đã trở thành di sản tinh thần cách mạng quý giá, tinh thần kiên trung quả cảm và ý chí chiến thắng của người chiến sĩ cách mạng, cũng là tấm gương sáng ngời để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Hôm nay là năm 2023, nó là một cái ý nghĩa hết sức là trọng đại, mà đó để mình khơi lại là những cái lòng chiến đấu của các là cán bộ chiến sĩ cách mạng và đồng bào giành lại được cái độc lập tự do. Đó là một cái bước để mà truyền là giáo dục truyền thống lại cho thế hệ trẻ ngày hôm nay. Hôm nay thế hệ trẻ đã lớn lên sống trong cái nền hòa bình, độc lập, tự do, tự chủ và hòa nhập quốc tế. Tại buổi lễ, Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy được sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Quan Âm Tu viện và Phật đường Pháp Tuyền thành phố Biên Hòa đã trao tặng 50 xuất quà cho cựu tù chính trị và tù binh có hoàn cảnh khó khăn, 30 chiếc xe lăn cho cựu tù chính trị và tù binh đau yếu không đi lại được.